Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị ạ. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay thì em có đến huyện Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang ạ. Chỗ bãi kiển của anh Toàn có một số cây mai tàn rất là đẹp ạ. Muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị ạ. Rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ chỗ anh Toàn ạ. Thì sau đây thì em đi vào để mình xem sơ lược về cái khu vườn của anh Toàn nha quý cô chú anh chị. Dạ, ở đây thì theo em nhìn thấy thì khu vườn của anh Toàn thì toàn là những cây mai tàn, tàn thông một cốt, chi cành rất là đẹp ha quý cô chú anh chị. Này một cây mai rất là to ha. Ở phía sau này còn cũng rất là nhiều ha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mà ưng ý thì liên hệ với anh Toàn để anh Toàn cung cấp thêm hình ảnh để mình tiện giao lưu ha quý cô chú anh chị. Dạ em chào anh. Dạ em chào tất cả anh em yêu mai vàng trên mọi miền tổ quốc nha. Bữa nay em có giao lưu với anh em là một lô cây mai tàn. Trong đó 5 cây. Dạ anh Toàn cho chú anh chị mình địa chỉ cũng như là số điện thoại để trong quá trình ghi hình và báo giá chi tiết để cho chú anh chị mình tiện liên hệ để giao lưu cây Toàn. Dạ. Địa chỉ em là huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, ngay chợ Dòng Riền. Ngay chợ Dòng Riền, huyện tỉnh Kiên Giang anh chị. Rồi số điện thoại em là số 098 467 540. Rồi số đó cũng Zalo của em luôn. Rồi để không mất thời gian của quý cô chú anh chị mình thì em xin vào cây rồi cây mai. Dạ cây này như cây số 1 đi, em tính cây số 1. Rồi cây này ngày xưa có chỗ này là hai cái nhánh người ta ta chặt bỏ, người ta cắt bỏ, giờ nó cũng sành hết trơn anh. Nói chung cây này nuôi lại tiềm năng. Nè, sành hết trơn rồi. Quay chi tiết cho anh em ta coi ví dụ như cây này nó có chiều cao là 5,5 m, tán ngang 5 m. Chân cành vót ngọn luôn.
toàn cho cái thông số ha. Dạ, giờ mình đo số hoành trước nha anh. Dạ em đo chỗ vị trí này được 59 anh. Thước dây thẳng thước. Vị trí số 2, chỗ này em đo được 54. Mình đo đường kính bầu ha anh. Dạ đường kính bầu đó là 103 anh. Rồi cái này anh Toàn giao lưu với giá bao nhiêu anh Toàn? Dạ em giao lưu với anh em là 90 triệu, bao phí cho 200 km. Mai bạn rất là đẹp, một số cây cành rất là lực, không biết cô chú anh chị. Nói chung cây này đã có cái mặt thẹo chứ không phải cây này trăm mấy chục triệu lận anh. Rồi đi anh em ba cái đồ mà chuẩn bị chặt cái nào đâu đâu người ta nhổ ra có gì đâu. Chưa? Cặp mấy hầm bằng hàng vô lại. Bước ngoài phải không? Ừ. Vô đó. Cây này có không có cái chiều cao là 5,5 m, tán ngang cây này 4,5 m nha anh. Cũng một cốt chân cành gót ngọn, cây này cây tiềm năng trồng, nói chung là khu biệt thự này kia nhà mà sân sân vườn rộng đó là ok. Anh quay chi tiết giùm em chỗ này cái anh ruột nè, chỗ này nè, tại cái chỗ này cái cây nó cũng có cái kẻ nè, mà giờ nó muốn lành nè. Dạ vị trí này nó được 49 anh. Dạ thoát thân nó 45. Đường kính bầu này em bứng được 73. Nghe chú ơi, hồi nãy con tính chia chú mấy cái ba lết đặng làm đường ra sau hè 5-6 cái gì vậy? Rồi rồi dạ cây mã số 2 này em giao lưu với anh em là 43 triệu và cũng bao phí cho 200 km anh. Cây này có cây này là bông đẹp nha anh Ngục. Bông chùm. Cây này em có hình mặt bông này, giúp em chuyển qua cho. Cây mã số 3. Quý cô chú anh chị nào mà có nhà ý giao lưu với anh Toàn thì liên hệ với anh Toàn để anh Toàn cung cấp bông cho quý cô chú anh chị.
chiều cao được bao nhiêu anh Toàn? Dạ cây này cao 4 mét anh. Chiều cao là 4 mét. À tán ngang nó chỉ cỡ 3 mét anh. Tại cây này mà chủ nhà mình nó cút cuôn lại rồi, cho nên cây rất là đàn thông, chân cành lặt kẹo luôn. Nói chung cây này là cây cốt cành VIP. Anh Toàn cho thông số cho dạ. Anh qua đây luôn đi, anh mình quay cái chân chỗ em quay em đo luôn. Dạ cái thông số cây này em quay được, em đo chỗ này được 49 hoành anh. 49 hoành. Đường kính bầu em ứng 85. 85 là 200 cỡ 2m6 2m7. Đo cái nồi đế đặt gì nó được 92 93. Cây mã số 3 này em Toàn giao lưu với giá bao nhiêu Toàn? Dạ cây mã số 3 này em giao lưu với anh em là 52 triệu. Em cũng bao phí 200 km. Nói chung cây này là cây bông đẹp, chân cành đẹp cho nên giao lưu giá nó cũng hơi em mua. Dạ cây này cao 3 mét đi anh ơi. Tàn ngang 2m7. Tàn thông. Nói chung là mình rút lại tàn thông luôn rồi. Cúc. Đây còn cộng nước dây. Dạ em đo chỗ vị trí này nó được 43 anh. Hảo hảo rồi, để đặt gì nó 105. Cốt cành nó hai mấy á. Dạ cây này em giao lưu với anh em là 35 triệu. Chung cây này là cốt cành đẹp, bông đẹp. Bông chùm luôn đó. Vàng nghệ, tại vì em có hình bông đó. Cây này lên một bệt xù bự rồi, chân cạnh đang bể xù hết anh. Toàn.
Cái này em đo gì nó được 42 hoành anh. Hốc thân cây là 60. Dạ, cây mã số 5 này em giao lưu với anh em là 27 triệu. Em cũng bao ship cho 200 km. Dạ cây này cao 3 mét anh, tán ngang nó cỡ 2 mét rưỡi. Cây này có cái đường cốt cành nó nhạo anh, nhạo nhỏ. Dạ em đo chỗ vị trí này được 46 hoành anh. Dạ thoát thân nó cũng là 60. Cây số 5 và cây số 6 nó cũng giống như một cặp vậy. Rồi mã số 6 này giao lưu với giá bao nhiêu? Dạ cây mã số 6 này em giao lưu với anh em là 30 triệu. Em cũng bao phí 200 km. Rồi xong, em đã cuối clip em kính chào cô chú đã ủng hộ em suốt thời gian qua. Dạ. Chúc anh em mạnh khỏe. Với lại 30 tháng 4 này bỏ cái này đi. Sức khỏe của quý cô chú anh chị và rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ chỗ anh Toàn và đón nhận những clip mới nhất của anh Toàn ạ. Dạ. Xin chào ạ.